This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của MTN NTN. Ok. Đây. Đây là một cái sản phẩm mà team chúng tôi làm trong vòng 3 ngày đấy. Kỳ tài, kỳ công, kỳ cọ. Thế như là giải thích các bạn luôn nhé. Đây là một cái sản phẩm rất là kỳ tài của team NTN đấy, của tôi nghĩ ra. Ok. Tiếp theo thì là kỳ công. Rất là kỳ công luôn. Cái này là làm mất nguyên 3 ngày. 3 ngày nhân với lại 24 giờ các bạn tự nhân nhá. Ok. Cùng với lại 100 lon Coca đấy. Rất là mất thời gian luôn. Không phải đơn giản đâu. Và sản phẩm này sau khi mà chế tạo xong ấy thì chúng tôi phải kỳ cọ, tức là rất là nhiều thạch cao ra sân, xi măng với thạch cao ra sân, và chúng tôi phải kỳ cọ sân đấy, kỳ cọ sạch sân như này, kỳ sân. Còn đây là kỳ tài kỳ công của anh em đấy, nhìn chất chưa. Đây là 100 lon Coca đã nhồi vào bên trong xi măng trắng thạch cao, rất là cứng các bạn. Ok, cứng cực kỳ luôn, anh em nhìn nhá, chất chưa. Ok, thí sinh đầu tiên thử nghiệm cái cầu trượt bằng 100 lon Coca này là bông đấy, bông ngá, bông điên đó, đặt bông đấy. Đây là bông cute. Bông. Lao xuống đi bông. Lao xuống đi con. Con đi xuống đây này. Đi xuống đây bông này. Bông. Bông xuống đây. Rồi. Bông chặn đấy. Đó, thả đấy, thả vào. Thả vào. Nó đi xuống được các bạn ơi. Nó không bị trơn. Xuống đi con. Rồi. Con này nó nhẹ quá, nó không rớt xuống được. Rồi. Mưu điên, Mưu bây giờ mọc lông nhìn rất là xinh, to lắm rồi. Mưu. Thả ra. Nó không bị chơi các bạn ơi. Nói chung là thí nghiệm với lại mèo không thành công rồi. Nó leo lên. Nó leo lên kìa. Con này bị ngáo kìa. Nó leo lên. Thôi xong. Rồi, ok.
Con này là còn máu hơn cả bông này. Đấy, phi xuống xong lại leo lên, đẳng cấp vãi. Ok, bông điên là miêu ngáo là không chờ được bởi vì nó rất là nhẹ. Bây giờ chúng tôi sẽ lên thí nghiệm nha các bạn. Tò Văn Thành đây. Thành to lên. Con này nhẹ nhất cho lên thí nghiệm trước. Đấy, leo lên. Ngồi xuống này, khi nào ok cái là thả này. Ok. Trước. Tại này cáo cơ đi đám kia ra làm gì. Rồi vỡ đít rồi. Đấy, Hưng sẽ lên thí nghiệm. Mấy thằng con này nhẹ cho lên trước các bạn. Chứ tôi béo quá lên sợ sập. Dừng quá. Ui, thêm đi. Sau khi mọi người trượt đây thì tất cả mọi thứ đều rất là ok. Rất là ok luôn. Ok, rất là cứng. Không biết là như nào. Tôi sẽ là thằng cuối cùng và bây giờ cho thằng cu béo lên. Đấy, lên trượt đi cu. Thằng này phải 80 cân. Đúng rồi. Đấy, rồi, chuẩn bị ai. Rồi ok, bây giờ sẽ đến được tô. Nhưng mà trước khi mà trượt đấy thì anh hỏi chú tí là trượt sớm không? Đau đít, é đít. Không sướng, đau không sướng. Tôi đang định trượt mà bọn này bảo đau đít. Thật sự để mà nói thì không biết là có nên trượt hay không. Nhưng mà thôi, sản phẩm mình chế tạo 3 ngày rồi thì mình phải thử nghiệm xem nó phê như nào các bạn nhá. Tôi nghĩ bọn này bốc phét lắm. Bây giờ là cụ tổ NTN sẽ lên, ok. Cụ tổ mấy thằng này thôi chứ không dám cụ tổ các bạn. Không, nó bảo thằng này bố láo bằng này tuổi đầu đòi làm cụ các cháu. Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ lên đây. Đau đít thật. Buồn đánh gióng vãi. Buồn đi à. Đau đít thật. Nghe nhưng mà quê các bạn này. Ok, tôi chơi trò nữa. Ok. Của chú tất. Rồi. Chú vào chậu mà ngồi. Thật á? Ừ thì thật chả nhẽ đùa. Em tính đội làm đẹp mà. Không đẹp đấy đi đến đấy làm màu đi đấy, kê vào đít ngồi phim đây đấy, vậy nó mới đẳng cấp. Ấy à, chơi luôn rồi, cho vào. Rút vào đấy ngồi. Úi giời, càng 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 càng. Ấy à, chưa chi đã vỡ chậu rồi. Ngồi cho hai chân lên. Rồi chơi đi. Ngã giật đầu đây. Rồi mấy anh chơi ngu. Lại tiếp tục thằng này phá. Ok, kết thúc clip thì là ba thằng này nó lại làm phát nữa. Tôi đau đít lắm rồi. Nói chung là nãy giờ là buồn ị lắm rồi. Ngã một phát rồi mà hơi bị căng luôn. Nên là bây giờ là cho mấy thằng này nó chơi phát cuối nhá. Đấy, cái quả đít này mà ngã xuống không biết như nào. Ok. Xuống, kéo xuống rồi. Kéo xuống, kéo xuống. Rất đi xuống, từ từ từ. Kéo xuống. Kéo xuống. Ok, kết thúc clip. Nói chung là cũng không còn gì để chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chứ. À, chứ. Ok, kết thúc clip. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi nhé. Và cũng không còn gì để chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đừng dislike nhé. Ok, like đi. Đấy, chia sẻ video đấy.
Nói chung là đây là một cái video mà tôi cảm thấy là rất là tâm đắc, cũng như là cảm thấy nó rất là thú vị, rất là kỳ công, kỳ tài và kỳ cọ đấy. Nói chung là cái clip này nó cũng rất là tâm huyết đấy, nên là hy vọng tất cả các bạn hãy chia sẻ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.